Để có lương hưu cao nhất, hãy học cách làm khôn ngoan từ hai người này. Kính thưa quý vị, lương hưu là một khoản tiền an sinh quan trọng, nhất là khi về già mà không có nguồn thu nào khác. Cho nên đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về lương hưu, với thắc mắc sau khi nghỉ hưu cần bao nhiêu tiền mới đảm bảo cuộc sống về già. Đối với quỹ lương hưu, người ta luôn có những cảm xúc phức tạp và hai suy nghĩ trái chiều. Nhiều người lo lắng quỹ hưu trí sẽ không đủ để hỗ trợ cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Đây chính là trường hợp người còn sống mà tiền đã hết. Mặt khác, nhiều người lại lo lắng nếu người mất trước, quỹ hưu trí đã đóng nhiều năm như vậy có còn không? Còn để làm gì? Vấn đề liệu quỹ hưu trí có thể thừa kế hay không cũng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Sau khi nghỉ hưu, bao nhiêu tiền là đủ không chỉ là vấn đề thực tế của nhiều người già mà còn khiến nhiều người trẻ phải suy nghĩ. Vậy bao nhiêu tiền mới đủ đảm bảo cuộc sống tuổi già? Trên thực tế, bao nhiêu tiền đủ để dưỡng già, quốc tế sử dụng tỷ lệ thay thế hưu trí để tính toán, tức là mức lương hưu trung bình của người nghỉ hưu mới trong một năm, chia cho mức lương trung bình của nhân viên làm việc trong năm trước để tính. Thông thường, nếu thu nhập hàng tháng sau khi nghỉ hưu đạt khoảng 80% thu nhập hàng tháng trước khi nghỉ hưu, thì có thể duy trì nhu cầu cơ bản của cuộc sống người già và đảm bảo chất lượng cuộc sống ổn định. Nhưng hiện nay, số đông khó đạt được 80%, do đó sau khi nghỉ hưu, họ vẫn khó thể duy trì mức sống trước đây, chứ đừng nói đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống, tận hưởng tuổi già. Cho nên, đối với tầng lớp trung lưu hiện nay, đã quen với cuộc sống khá giả, tiền hưu trí cơ bản có thể không đáp ứng được nhu cầu của họ. Một người chia sẻ, nếu chỉ sống tiêu dùng cơ bản, ở thành phố 4 đến 5 triệu một tháng cũng đủ dùng. Nhưng điều kiện là không có các chi tiêu khác, ví dụ, không mua sản phẩm công nghệ cao, không mua điện thoại và máy tính mới, không đi ăn ở những nhà hàng nổi tiếng, không nhiều đám xá ma chay, bệnh tật thuốc thang thì mới đủ. Đối với thế hệ trước thì không vấn đề, nhưng đối với thế hệ sống trong thời đại ngày nay, những thứ này đều là chi tiêu cần thiết, lương hưu cơ bản là không đủ. Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội 15 năm, lương hưu chỉ mới đủ sống. Khi giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm, để lương hưu đủ sống thì phải tăng mức đóng, ít nhất phải bằng 70% thu nhập của người lao động. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi bản mới nhất đề xuất rằng, người lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đề xuất này tạo cơ hội cho những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn 45 đến 47 tuổi mới bắt đầu tham gia hoặc không tham gia liên tục. Khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu hàng tháng, thay vì phải nhận bảo hiểm xã hội một lần. Đề xuất thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 15 năm được hưởng lương hưu sẽ góp phần tăng số người được hưởng lương hưu, tạo nên hệ thống an sinh bao phủ hơn. Tuy nhiên, thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngắn thì mức hưởng của người lao động sẽ thấp. Giảm người rút bảo hiểm xã hội một lần, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng mức lương hưu phụ thuộc vào hai điều kiện, gồm thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu. Thời gian đóng ngắn khi đến tuổi nghỉ hưu mức hưởng không cao, nhưng đó là mức lương hưu tối thiểu. Khi người tham gia bảo hiểm xã hội đủ 15 năm nhưng đang còn tuổi lao động, sẽ khuyến khích họ tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng thời gian đóng để hưởng lương hưu cao hơn. Việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm được hưởng lương hưu thay vì 20 năm như hiện nay, còn tạo ra sự hấp dẫn để giảm thiểu tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Nhất là với thời gian đóng bảo hiểm xã hội như hiện nay, việc tiếp cận chế độ hưu trí quá dài, nên người lao động thường thiên về phương án nhận một lần. Theo ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội, việc dự thảo quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm, thậm chí 10 năm được hưởng lương hưu là phù hợp. Quy định này có lợi cho người lao động. Mục tiêu giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội không phải là dành cho lao động trẻ, mà tạo cơ hội cho người cao tuổi tham gia bảo hiểm xã hội muộn, nhưng vẫn đủ điều kiện khi về hưu, hoặc những người tham gia gián đoạn có thể cộng dồn để hưởng lương hưu. Tuy nhiên, ông Lợi cũng lưu ý, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cần tính đến mức đóng và mức hưởng. Bởi nếu như quy định trong dự thảo
thì mức lương sẽ thấp hơn mức sống tối thiểu, thiếu hấp dẫn người lao động. Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Phạm Minh Huân cho rằng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngắn, mức đóng thấp thì mức lương hưu sẽ thấp. Nếu thấp quá không đủ sống, nhà nước cần nghiên cứu có chính sách hỗ trợ để người về hưu đảm bảo cuộc sống tối thiểu. Dù mức lương của người đóng bảo hiểm xã hội 15 năm có thể thấp hơn những người có thời gian đóng dài, tuy nhiên, những trường hợp này trước đây không đủ điều kiện hưởng lương hưu nên nhận bảo hiểm xã hội một lần thì nay sẽ có cơ hội hưởng lương hưu hàng tháng. Cho dù mức lương hưu có thể khiêm tốn hơn những người có thời gian đóng dài, nhưng hưu hàng tháng ổn định, định kỳ được nhà nước điều chỉnh. Và trong thời gian hưởng lương hưu sẽ được Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo tốt hơn cuộc sống khi về già. Đảm bảo mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% thu nhập của người lao động. Để tăng mức hưởng lương hưu, bên cạnh thời gian tham gia bảo hiểm xã hội đủ dài, thì mức đóng cũng phải đảm bảo để về già lương hưu mới đủ sống. Góp ý cho dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, một số cơ quan đề xuất đóng bảo hiểm xã hội ít nhất bằng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác để khi người lao động về hưu có mức lương hưu cao. Thực tế, có những người lao động muốn nâng mức đóng bảo hiểm xã hội bởi thu nhập thực tế cao hơn rất nhiều mức đóng hiện nay để có tiền lương hưu cao. Về vấn đề này, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, theo luật bảo hiểm xã hội hiện hành, từ năm 2018, người lao động đóng bảo hiểm xã hội, theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương tháng là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thực tế không kiểm soát được hết, dẫn đến một số doanh nghiệp có tình trạng tách thành nhiều khoản trợ cấp bổ sung khác để không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Vì thế, đề xuất mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% trên tổng tiền lương và các khoản thu nhập là phù hợp. Đề xuất này vừa đảm bảo điều kiện cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay gặp khó khăn, vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn phân vân, vậy có nên đóng thêm bảo hiểm xã hội không? Một nhân viên trẻ tuổi Trung Quốc nói, đơn vị của anh đóng bảo hiểm hưu trí cho anh theo mức cao nhất. Sau khi trừ bảo hiểm hưu trí, lương anh nhận được không nhiều. Tiểu Trương cảm thấy số tiền trong tháng này không đủ dùng. Anh cho rằng việc đóng thêm bảo hiểm hưu trí để nhận nhiều tiền hơn khi nghỉ hưu là điều rất xa vời, chẳng biết có sống nổi tới lúc đó mà hưởng hay không. Hơn nữa, số tiền bảo hiểm hưu trí hiện tại có thể không xứng đáng khi nhận về sau này. Thà rằng bây giờ có thêm tiền để tiêu dùng còn hơn. Ông Vương Trung Niên là một người làm nghề tự do, cần tự đóng bảo hiểm xã hội. Sau khi đóng đủ 15 năm bảo hiểm hưu trí, ông không tiếp tục đóng nữa. Vì người ta nói rằng, sống lâu mới có lợi, nếu sống đến 60 tuổi mà qua đời, đóng nhiều bảo hiểm hưu trí cũng không có lợi. Ngoài ra, với lạm phát trong tương lai, số tiền bảo hiểm hưu trí nhận được cũng không nhiều. Thực tế, lo lắng của mọi người không phải là cá biệt. Xã hội luôn có tranh cãi về cơ chế khuyến khích đóng nhiều bảo hiểm hưu trí để nhận được nhiều lương hưu hơn. Lợi ích của quỹ hưu trí phụ thuộc vào tuổi thọ dự kiến của mọi người. Những lo lắng về lợi ích của bảo hiểm hưu trí liệu có hợp lý không? Các chuyên gia cho rằng số tiền lương hưu khi nghỉ hưu liên quan trực tiếp đến thời gian và mức độ đóng bảo hiểm. Đóng nhiều và lâu hơn, mức lương hưu nhận được sẽ cao hơn. 15 năm chỉ là điều kiện để đánh giá liệu người tham gia bảo hiểm có đủ điều kiện để nhận lương hưu hàng tháng khi đạt tuổi nghỉ hưu. Các chuyên gia về vấn đề hưu trí cũng chỉ ra bất kỳ số liệu nào liên quan đến lợi ích đều phải tính toán rõ ràng để xóa tan lo ngại của công chúng, đặc biệt là các số liệu liên quan đến đảm bảo hưu trí. Đối với đề xuất thiết kế hệ thống tài khoản tích hợp có thể thiết lập thời gian nhận tối thiểu, các cơ quan liên quan cũng nên nhanh chóng xem xét. Chỉ khi thiết kế hệ thống hợp lý, mọi người mới có động lực để đóng nhiều nhận nhiều. Đảm bảo cuộc sống hưu trí, số tiền dưỡng già nên được cấu thành từ 3 phần. Các chuyên gia khuyến nghị hệ thống đảm bảo hưu trí hoàn chỉnh nên gồm 3 phần. Một là bảo hiểm hưu trí cơ bản xã hội, phần này chiếm khoảng 30% tổng số tiền dưỡng già khi nghỉ hưu. Hai là quỹ hưu trí doanh nghiệp cho nhân viên, chiếm khoảng 30%. Ba là quỹ cá nhân cho hưu trí, bao gồm bảo hiểm thương mại, quỹ đầu tư, cổ phiếu,
tiết kiệm ngân hàng, trái phiếu, bất động sản và các công cụ tài chính hoặc đầu tư vật chất khác chiếm khoảng 40% tổng số lương hưu. Chỉ có đủ 3 trụ cột kinh tế như vậy khi về già cuộc sống mới có thể đảm bảo, chứ không thể cứ trông chờ vào đồng lương hưu. Vậy có nước nào trên thế giới có chính sách quỹ hưu trí hoàn thiện hơn không? Lấy Mỹ làm ví dụ, Mỹ tự hào nhất là kế hoạch 401k. Doanh nghiệp của họ bắt buộc phải tích lũy quỹ hưu trí cho nhân viên, quỹ hưu trí có thể được khấu trừ thuế trước. Tiền tích lũy sẽ tham gia vào các thị trường tài chính như bảo hiểm, cổ phiếu, quỹ để tăng trưởng lãi kép hoặc đầu tư dài hạn. Trụ cột thứ nhất của Mỹ rất yếu, người dân chủ yếu dựa vào doanh nghiệp, tức là trụ cột thứ hai. Đồng thời, tiền của trụ cột thứ hai được đưa vào các thị trường đầu tư rất sớm, dẫn đến tăng trưởng lãi kép rất đáng kể. Tất nhiên, đã trải qua một số khủng hoảng tài chính, nhưng nhìn chung, sau 30 đến 40 năm phát triển, quỹ hưu trí của Mỹ đã tích lũy một quy mô rất đáng kể. Quỹ hưu trí của Mỹ có thể gấp hàng chục lần so với Trung Quốc. Sự khác biệt này là do họ đã chọn mô hình tích lũy cá nhân rất sớm. Nhưng tôi khó có thể nói hệ thống nào tốt hơn. Còn với hệ thống hưu trí nước ta, để tìm ra điểm cân bằng giữa công bằng, hiệu quả và sự hài lòng, đó là một bài toán khó với nhà nước. Chuẩn bị tiền dưỡng già nên bắt đầu từ bao nhiêu tuổi là tốt nhất? Tôi có thể đưa ra một số liệu trong nhóm người mua quỹ hưu trí xung quanh tôi, dưới 30 tuổi chỉ chiếm dưới 10%, chủ yếu tập trung ở độ tuổi 35 đến 50 tuổi. Cổ nhân nói, lo xa thì đỡ họa gần. Đây là giai đoạn từ thanh niên đến trung niên, trước hết là đã có một số tích lũy tài sản, thứ hai là đã cảm nhận được lợi ích của việc chuẩn bị quỹ hưu trí rất rõ ràng. Đặt một khoản tiền vào lúc 40 tuổi đến 60 tuổi sẽ rất đáng kể. Nhưng nếu đã gần đến tuổi nghỉ hưu, động lực sẽ không còn mạnh, trừ khi rất giàu có thể để tiền đó trong 5 đến 10 năm mà không động đến. Vì vậy, nếu điều kiện cho phép, tôi khuyên bạn nên bắt đầu chuẩn bị và lập kế hoạch cho hưu trí càng sớm càng tốt. Dù chỉ là tiết kiệm vài trăm nghìn mỗi tháng từ thu nhập để dành cho hưu trí sau này, cũng tốt hơn là không làm gì cả. Vấn đề lớn nhất về hưu trí trong tương lai, nếu bạn bắt đầu chuẩn bị quỹ hưu trí từ năm 35 tuổi, nghỉ hưu ở tuổi 60, với tuổi thọ trung bình là 85 tuổi, nghĩa là bạn có 25 năm trước và sau khi nghỉ hưu. Điều này làm cho vấn đề này trở nên đơn giản hơn. Nếu bạn muốn duy trì mức sống sau khi nghỉ hưu không thay đổi, nghĩa là bạn phải tiết kiệm số tiền chênh lệch giữa chi tiêu gia đình hiện tại, không bao gồm chi phí lo cho con cái và mức lương hưu hiện tại để sử dụng cho quỹ hưu trí tương lai. Giả sử tốc độ tăng chuẩn lương hưu, mức lạm phát và lợi nhuận đầu tư của bạn là bằng nhau. Giả sử hai vợ chồng hiện tại chi tiêu gia đình mỗi tháng là 10 triệu, lương hưu hiện tại của hai vợ chồng ở 8 triệu, thì theo tính toán đơn giản, bạn cần bổ sung 2 triệu mỗi tháng cho quỹ hưu trí. Nhìn qua, 2 triệu có vẻ không nhiều với nhiều người, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu, không đơn giản như vậy. Trước hết, con số này là sự chênh lệch giữa chi tiêu hiện tại và mức lương hưu. Nếu mức sống tương lai của bạn tiếp tục tăng, con số này cũng sẽ tăng theo, và tốc độ tăng của nó thường cao hơn tốc độ tăng của lương hưu. Thứ hai, con số này chỉ để bổ sung lương hưu, không bao gồm chi phí giáo dục con cái, tiền cưới hỏi ma chay hay bệnh tật phát sinh. Thứ ba, chi phí lớn nhất trong chi tiêu hưu trí là phí y tế và phí chăm sóc, không bao gồm trong khoản này. Bạn cần chuẩn bị thêm một khoản tiền dự phòng để đối phó với các chi phí y tế và chăm sóc, không nằm trong phạm vi bảo hiểm y tế, khoản này có thể cao hơn nhiều so với lương hưu của bạn. Cuối cùng, khoản đầu tư này không chỉ phải chiến thắng lạm phát mà còn phải theo kịp tốc độ tăng trưởng của tài khoản cá nhân. Như đã nói, tiền lãi của tài khoản cá nhân trong những ngày gần đây rất thấp, nếu không đạt mức này, bạn sẽ phải tăng thêm khoản đầu tư. Đa số những người ở độ tuổi 30 ít nghĩ đến vấn đề lương hưu. Nhiều người hiện tại cảm thấy phải làm việc và nuôi con rất mệt mỏi rồi, chả còn rảnh mà nghĩ tới giai đoạn nghỉ hưu. Nhưng khi trải qua tuổi già với bệnh tật, di chuyển khó khăn, bạn sẽ nhận ra rằng những khó khăn trong tuổi trẻ chẳng là gì cả. Tất nhiên, tôi cũng có thể an ủi mọi người từ một góc độ khác, lương hưu của bạn có đủ dùng hay không,
hoàn toàn phụ thuộc vào mức sống mà bạn đã quen thuộc. Chuyển từ tiết kiệm sang xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa sang tiết kiệm rất khó. Vì vậy, từ bây giờ, hãy lập kế hoạch chi tiêu của mình theo tiêu chuẩn lương hưu, sẽ không còn vấn đề lương hưu có đủ dùng hay không nữa. Biết bao nhiêu cho đủ, biết đủ thì sẽ luôn đủ đầy viên mãn, còn nếu tham lam hơn thua thì mấy cho vừa. Nhiều người chưa tưởng tượng được tầm quan trọng của lương hưu nên về già mới khổ sở. Nhiều người cho rằng khi còn trẻ nên tận dụng thời gian tươi đẹp để hưởng thụ cuộc sống, ngắm cảnh đẹp, thưởng thức ẩm thực để không phải hối tiếc khi về già. Những người trẻ ham hưởng thụ, tiêu tiền như nước nên không tiết kiệm được gì. Dù vậy, họ không nghĩ điều này là sai. Họ cho rằng khi già có lương hưu, dựa vào lương hưu là có thể sống an nhàn. Cũng có nhiều người cho rằng khi còn trẻ nên cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm càng nhiều càng tốt, chỉ có như vậy khi về già mới không lo thiếu tiền. Vậy, sau khi nghỉ hưu, tiền tiết kiệm quan trọng như thế nào? Hai cụ già hơn 60 tuổi đã chia sẻ trải nghiệm của mình. Đây cũng chính là hai cách tăng lương hưu cho bạn hiệu quả nhất, thậm chí còn cao hơn 30% của lương công chức. Ông Vương nói, tôi năm nay 78 tuổi, vợ tôi năm nay 75 tuổi. Tình cảm giữa tôi và vợ luôn rất tốt, chúng tôi sống với nhau trọn đời trong tình yêu thương, chưa từng cãi vã. Điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và vợ là cách đối xử với con cái. Tôi chủ trương để con cái tự lập, tự mình phấn đấu. Tôi tin rằng, chỉ khi rời xa sự bảo vệ của cha mẹ, con cái mới có thể bay cao. Nhưng vợ tôi lại hoàn toàn ngược lại, bà nuông chiều con cái hết mực. Bà luôn lo lắng con cái phải chịu khổ, lo lắng áp lực cuộc sống của chúng quá lớn, luôn hỗ trợ tài chính cho con, khiến chúng tôi không thể tiết kiệm được gì. Đến năm tôi 70 tuổi, thấy sức khỏe của chúng tôi ngày càng kém, tôi bắt đầu lo lắng về chi phí y tế sau này. Để chúng tôi có thể được chăm sóc y tế khi về già, tôi bảo vợ không nên đưa tiền cho con nữa, mà nên tiết kiệm nhiều cho mình. Tuy nhiên, bà yêu con như mạng, không nghe theo lời tôi, vẫn tiếp tục cho con tiền. Vì vợ không nghe lời, tôi đã lấy lại sổ tiết kiệm lương hưu của mình, tự mình tiết kiệm riêng. Còn vợ tôi, không quản được bà, thì cứ để bà tiếp tục giúp con. Qua 7-8 năm tiết kiệm, tôi đã để dành được 30.000 tệ. May mà tôi tiết kiệm được số tiền này, nếu không vợ tôi đã mất mạng. Đầu năm ngoái, vợ tôi thường cảm thấy dạ dày không thoải mái, ăn không ngon. Sau khi đi khám, phát hiện bà bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Vì là ung thư giai đoạn đầu, chỉ cần phẫu thuật triệt để, không ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ, nên việc sắp xếp phẫu thuật trở thành vấn đề cấp bách. Ban đầu, vợ tôi rất kiên quyết, nói rằng con cái biết bà bị ung thư sẽ rộng tay giúp đỡ, gom tiền chữa bệnh cho bà, vì bà đối xử rất tốt với con cái, bao năm qua, tiền bà chi cho con vượt quá cả triệu tệ. Tuy nhiên, khi bà gọi điện cho con, nhờ gom tiền chữa bệnh, con cái đều nói không có tiền. Thực ra, tôi đã đoán trước câu trả lời của chúng, vì tôi hiểu tính con cái, với thái độ tiêu tiền như nước chảy, chúng không có tiền để giúp mẹ. Khi nghe con cái không có tiền, vợ tôi hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng, tôi đã phải dùng đến kho báu nhỏ của mình, giải quyết khó khăn cho bà. Sau phẫu thuật, sức khỏe vợ tôi hồi phục rất tốt, không khác gì người thường. Từ sau trải nghiệm này, vợ tôi hoàn toàn thay đổi thái độ. Bà không còn đưa tiền cho con, mà giao hết cho tôi tiết kiệm. Bà thấu hiểu sâu sắc rằng, khi già, tiền trong tay rất quý giá, nó có thể cứu mạng mình trong lúc cần kíp. Còn bà Ngô tâm sự rằng, tôi năm nay 63 tuổi, chồng tôi mất năm ngoái vì bệnh. Từ khi chồng mất, tôi sống một mình, chất lượng cuộc sống giảm sút nhiều so với trước đây. Tôi có một con trai duy nhất, khi con trai kết hôn đã tiêu tốn nhiều tiền. Sau khi con trai và con dâu kết hôn, hai vợ chồng chúng tôi vẫn tiếp tục chi nhiều tiền cho gia đình nhỏ của họ, dẫn đến việc tôi không còn đồng nào tiết kiệm. Khi chồng tôi còn sống, mỗi tháng ông nhận được 5.000 tệ lương hưu, cộng thêm 3.000 tệ lương hưu của tôi, cuộc sống của chúng tôi rất tốt. Tổng cộng 8.000 tệ lương hưu mỗi tháng, ngoài chi tiêu ăn uống, chúng tôi còn giúp con trai trả nợ mua nhà hàng tháng. Khi đó, con trai và con dâu rất vui vẻ, gọi ba mẹ rất thân mật. Con trai và con dâu đối xử tốt với chúng tôi, vì chúng tôi là nguồn tài chính của chúng. Ngoài giúp chúng trả nợ mua nhà, chúng tôi thường cho chúng tiền tiêu vặt hàng tháng,
Chỉ cần con trai và con dâu nói thiếu tiền, chúng tôi sẽ rộng tay giúp đỡ. Vì chỉ có một con trai duy nhất, chúng tôi muốn con cái có cuộc sống tốt, dù phải chi hết lương hưu hàng tháng, chúng tôi cũng vui lòng. Nhưng cuộc sống tốt đẹp đó chấm dứt khi chồng tôi qua đời, vì mất đi 5.000 tệ lương hưu của ông, chỉ còn 3.000 tệ lương hưu của tôi. Với 3.000 tệ lương hưu mỗi tháng, ngoài chi tiêu cho bản thân, tôi không thể giúp con trai trả nợ mua nhà, cũng không có tiền cho con cái tiêu vặt. Kể từ khi tôi không giúp trả nợ mua nhà, con trai và con dâu không còn gọi mẹ nữa. Mỗi lần tôi mời con trai và con dâu về nhà tụ họp, họ đều từ chối. Dù có miễn cưỡng đến, cũng chỉ ăn xong rồi đi, không muốn ở lại. Thái độ lạnh nhạt của con trai và con dâu làm tôi rất đau lòng. Tôi không ngờ rằng khi tôi không còn tiền, họ trở mặt nhanh hơn trở sách. Cuối năm, tôi nhận được thông báo của quản lý khu dân cư yêu cầu nộp hơn 2.000 tệ phí quản lý, nhưng tôi không có đủ tiền. Khi chồng tôi chữa bệnh đã tốn nhiều tiền, khi không đủ còn vay hơn 10.000 tệ từ người thân. Tôi tiết kiệm chi tiêu cả nửa năm mới trả hết nợ. Để có thể nộp phí quản lý, tôi phải nhờ con trai và con dâu cho vay tiền, nhưng họ không chỉ từ chối, mà còn trách tôi sống phí đời, đến hơn 2.000 tệ cũng không có. Con trai và con dâu đối xử vô lễ như vậy, làm tôi tức giận vô cùng. Nếu bao năm qua tôi không dồn hết tiền cho chúng, làm sao tôi có thể sống phí đời mà lại rơi vào cảnh tay trắng? Kể từ khi bị con trai và con dâu làm tổn thương, tôi rất ít qua lại với chúng. Những đứa con không hiếu thảo, tôi không cần. Tôi quyết định tiết kiệm tiền, nếu không thể dựa vào con cái, tôi phải dựa vào chính mình. Trước đây, bạn bè cùng tuổi khuyên tôi giữ tiền cho mình, không nên dồn hết lương hưu cho con trai. Khi đó tôi cười họ ích kỷ, nói con trai mình sao lại phải giấu giếm. Bây giờ tôi mới hiểu, sau khi nghỉ hưu, tiền tiết kiệm quan trọng như thế nào. Khi về già, có tiền trong tay mới là nền tảng để sống tự tin. Người già chỉ khi có đủ tiền, mới không bị con cái xem thường, mới sống có phẩm giá. Khi già mà không có tiền, ngay cả con cái ruột thịt cũng sẽ ghét bỏ bạn. Quý vị thân mến, sau khi nghe xong hai câu chuyện này, chúng ta có cảm nhận gì về cách tự chủ trong cuộc sống không? Hãy bình luận ý kiến của mình bên dưới nhé! Vâng, một số người thắc mắc rằng từ tháng 7 năm 2024 tăng lương cơ sở, tiền bảo hiểm xã hội một lần có tăng không, mức tăng thế nào? Lương cơ sở ảnh hưởng như thế nào đến tiền lương và chế độ bảo hiểm xã hội? Vâng, theo Nghị định 73 năm 2024 của Chính phủ, ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2024, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng từ 1,8 triệu đồng lên thành 2,34 triệu đồng trên tháng. Khi tăng lương cơ sở thì chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội của người lao động cả nước cũng có sự thay đổi. Cụ thể như sau. 1. Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động. Bởi mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác của những người kể trên, nên khi lương cơ sở tăng, lương của họ cũng tăng. 2. Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tối đa. Tỷ lệ đóng bảo hiểm không thay đổi, nhưng mức lương đóng bảo hiểm tối đa được xác định bằng 20 lần mức lương cơ sở, nên khi lương cơ sở tăng, mức đóng bảo hiểm bắt buộc hàng tháng sẽ tăng theo. 3. Tăng mức đóng đoàn phí công đoàn đối với người là đoàn viên. 4. Người tham gia bảo hiểm xã hội được tăng 10 khoản trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp dưỡng sức sau thai sản, trợ cấp một lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp dưỡng sức sau điều trị, trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng. 5. Được tăng mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh không đúng tuyến. Lương cơ sở tăng,
tiền bảo hiểm xã hội một lần sẽ tăng từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024, việc tăng lương cơ sở chính thức 2,34 triệu đồng trên tháng không tác động trực tiếp đến mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động, mà ảnh hưởng gián tiếp thông qua khoản tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng, làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tiền bảo hiểm xã hội một lần được tính toán dựa trên số năm đóng và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. Cụ thể, công thức tính như sau. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Lấy 1,5 nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội nhân với số năm đóng bảo hiểm xã hội trước 2014. Lấy 2 nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội nhân với số năm đóng bảo hiểm xã hội từ 2014. Lương cơ sở tăng sẽ kéo theo việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của những người sau đây. 1. Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công. 2. Người lao động làm việc tại doanh nghiệp ngoài nhà nước đang nhận mức lương tương đương 20 lần mức lương cơ sở trở lên. Mức đóng tăng sẽ khiến cho mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh tăng lên phần nào, để sau này khi rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ được tính mức hưởng cao hơn. Tuy nhiên mức tăng là không đáng kể do phải chia trung bình cho quá trình đóng bảo hiểm. Lưu ý, người lao động nộp hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần ngay ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024 hoặc những ngày đầu tháng 7 năm 2024 thì sẽ không được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần ở mức cao hơn do chưa kịp đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương mới. Tóm lại, khi lương cơ tăng, tiền bảo hiểm xã hội một lần sau ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024 sẽ tăng, nhưng không áp dụng với tất cả người lao động, mà chỉ áp dụng với hai nhóm đối tượng. 1. Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công. 2. Người lao động làm việc tại doanh nghiệp ngoài nhà nước đang nhận mức lương tương đương 20 lần mức lương cơ sở trở lên. Như vậy, bảo hiểm xã hội là một chính sách an sinh xã hội do nhà nước tổ chức và được bảo đảm thực hiện bởi Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật. Có không hai hình thức tham gia bảo hiểm xã hội tương ứng với hai loại hình bảo hiểm xã hội là 1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc 2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các chế độ của bảo hiểm xã hội tại Việt Nam gồm có quy định tại Điều 4, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam gồm 05 chế độ sau. 1. Chế độ ốm đau. 2. Chế độ thai sản. 3. Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 4. Chế độ hưu trí. 5. Chế độ tử tuất. Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng toàn bộ 05 quyền lợi trên. Trong khi đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ chỉ được hưởng 02 chế độ là chế độ hưu trí và tử tuất. Ngoài ra, đối với nhóm đối tượng đặc biệt được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung do chính phủ quy định tại khoản 7 điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội. Người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng các quyền lợi từ chế độ bảo hiểm xã hội thông qua các khoản tiền trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần. Trong trường hợp người tham gia không muốn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì có thể bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội trước đó hoặc rút bảo hiểm xã hội một lần với mức hưởng được tính theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và thời gian đóng. Vậy làm sao để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội? Để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và quyền lợi bảo hiểm xã hội, người tham gia cần thực hiện các bước sau đây. 1. Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện, tùy theo đối tượng, theo quy định và điều kiện tham gia. 2. Đóng đầy đủ và đúng hạn tiền đóng bảo hiểm xã hội, theo mức đóng và thời gian quy định. 3. Người tham gia quản lý và cập nhật sổ bảo hiểm xã hội, báo cáo kịp thời với Cơ quan Bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin cá nhân hoặc tình trạng lao động. 4. Khi gặp các biến cố hoặc rủi ro làm giảm hoặc mất thu nhập từ lao động, người tham gia bảo hiểm xã hội cần làm hồ sơ và nộp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội
để xét duyệt và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội tương ứng. Quý vị thân mến, khi về già, nếu muốn sống thoải mái, có phẩm giá, phải có đủ tiền trong tài khoản để sống an nhàn. Khi tài khoản có đủ tiền, người già mới có thể sống theo ý muốn, sống như mình mong muốn. Người già nếu tay trắng, chỉ mong con cái hiếu thảo, khả năng cao sẽ thất vọng. Vì con cái cũng có áp lực sinh tồn, dù có lòng hiếu thảo, nhưng khả năng không đủ, lòng hiếu thảo sẽ trở nên nặng nề, không đáp ứng được yêu cầu của cha mẹ, còn gây áp lực cho con cái. Nhiều khi, trong cuộc sống thực tế, mức độ hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ có tiền và không có tiền rất khác nhau. Cha mẹ có tiền vì có tài sản để lại cho con cái, nên con cái sẽ sẵn lòng hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ không có tiền, không chỉ không có tài sản để lại cho con cái, mà còn phải dựa vào con cái để dưỡng già, tăng thêm áp lực cho con cái. Những cha mẹ này thường phải sống theo ý con cái, không thể sống theo ý mình, cuộc sống rất ngột ngạt. Khi già, người có tiền và người không có tiền, khi mắc bệnh nặng, tiên lượng cũng khác nhau. Người già có tiền, có thể được chữa trị kịp thời, kéo dài tuổi thọ. Người già không có tiền, vì không có tiền chữa bệnh, phải để bệnh từ nhẹ thành nặng, không chỉ chịu đau đớn hơn, còn có thể mất mạng vì không kịp chữa trị. Những yếu tố trên giải thích rõ ràng tầm quan trọng của việc tiết kiệm khi về già. Khi người già có đủ tiền, con cái sẽ hiếu thảo hơn, tạo nên cuộc sống an nhàn, vui vẻ, cuộc sống tuổi già sẽ thoải mái hơn mà không phụ thuộc vào lương hưu. Cảm ơn đã dành thời gian quý báu chùa mình, ủng hộ BBA Tinh Hoa mỗi ngày. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và hẹn gặp lại!